Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là vẫn đang chính vụ xuống giống của củ ly. Qua nhiều năm rút kinh nghiệm thì thời tiết ngày một nóng lên nên mọi người đã rút ngắn cái thời gian trồng củ ly xuống rồi. Đây là củ ly của bên nhà vườn Đạt Nhung này. Củ rất là to và đẹp, củ nắm cỡ tay luôn. Nếu mọi người không nhìn trong video mà không định lượng được thì có thể nắm hờ tay lại xem là nó to như thế nào. Đây là size 20-22 mọi người nhé. Củ nào cũng đẹp luôn. Củ nào cũng đẹp và mầm rất là đều đặn luôn. Đó. Ở đây thì nhà vườn mình là bán hàng là bán giống chuẩn nên là mọi người yên tâm. Đây một số cái vảy củ ngoài này nó đúng ra là phải bóc nó đi ấy, nhưng mà để ở giá thể nên là nó bị đốm. Cái này trước khi rồng thì mọi người nhớ là phải ngâm thuốc nấm tầm khoảng 5 phút sau đó vớt ra thì mới đem đi rồng mọi người nhá. Củ rất là đều và đẹp. Mọi người thấy trên mạng ấy, họ cứ chào là ly có 10.000 với 7-8.000 ấy, thì làm gì có ly cao thơm. Làm gì có ly cao thơm và làm gì có ly cao thơm nhiều tai. Thế nên là mình vẫn giữ vững thương hiệu của bên mình, bởi vì năm nào bên mình cũng bán chuẩn nên là khách vẫn cứ tự gọi điện để mua thôi, cũng chả cần phải đi tìm kiếm khách hàng gì cả. Năm nào cũng làm như thế mà bận nhiều việc nên là còn không phục vụ được hết khách ấy, khách còn mắng ấy. Nhưng mà khách mắng thì mình cũng cảm thấy là mình vui, bởi vì bên mình uy tín thì khách mới cứ thích mua hàng, chứ nếu mà bên mình không uy tín thì chắc người ta cũng chả thèm gọi điện mắng mình đâu. Củ đẹp lắm luôn, mọi người bảo là mua hàng chỉ thích mua của nhà vườn Đạt Nhung thôi, vì bên chỗ chị Nhung ấy bán rất là chuẩn, hàng hóa là bảo hành cho khách đến khi ra hoa luôn. Đấy, củ đẹp như thế này. Mình nghĩ là làm cái hàng ngành giống này là phải có tâm, bởi vì cái tiền giống nó không hết bao nhiêu cả, nhưng mà tiền phân bón rồi thì công chăm sóc các loại cây khác là một chuyện, nhưng riêng củ hoa này á, cả năm người ta trông chờ vào vụ Tết thôi. Đây củ giống này, đây là củ màu đỏ Tarago. Ủa, củ này sao to thế nhỉ? Cái này size em nhìn size của chị cái 18-20 mà sao lại to thế nhỉ? Củ này to này, củ này là củ màu đỏ, bông đẹp cực kỳ luôn, rất là đậm. Bông đẹp và rất là đậm màu, với lại nó tươi mới, màu sắc nó rất là tươi mới. Ai rồng cái loại này rồi thì năm sau cứ tìm cái loại này mà rồng thôi ấy. Củ 18-20 đấy, như củ này size này là kiểu chuẩn size rồi ấy. Nhưng mà cái thằng này thì to quá. Đây củ này như củ này là chuẩn size này. Còn như củ này thì to quá. Ôi trời ơi, khiếp quá, cái củ nắm cỡ tay luôn ấy. Thế còn bên này là củ của thằng củ bên này là củ của thằng Tereso. Lesotho là của bên này. Đây là Tereso màu vàng nhá. Thì cái sọt này là hôm trước khách hẹn đến lấy á. Xong khách lại bảo là thôi từ từ anh mới lấy, thế là mình lại phải ủ nó ra để cho nó lên mầm hẳn thẳng như thế này để cho thôi lại bán lẻ vậy. Thì cái các loại củ thì vẫn cứ bán lẻ nha mọi người. Thì ai lấy củ ly thì liên hệ trực tiếp cho bên nhà vườn Đạt Nhung nha. Địa chỉ khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, để em chụp một số cái ảnh cho mọi người xem nha.